Tập luyện với tôi từng là lẽ sống. Tôi từng là một vận động viên parkour. Với tôi, parkour được định nghĩa như một nghệ thuật của sự di chuyển, sự tự do và một tinh thần thép. Chấp nhận mạo hiểm, chấp nhận chấn thương và chấp nhận bắt đầu lại từ đầu. Đừng nói, tôi không thể, hãy nói, tôi đang đấu tranh. Tôi nhận ra rằng cánh cửa này đóng lại sẽ có cánh cửa khác mở ra. Luôn rèn luyện bản thân, sẵn sàng cho những cơ hội khác. Trong những cú nhảy, tôi cảm giác như mình là một chú chim đang tung cánh trên bầu trời. Tôi đang ở trạng thái tốt nhất của cuộc đời.